Còn này mấy con này á hả? Mấy con này là ốc ốc lan con á. Ốc lan con. Cừ không các bạn? Phương Lưu Đất Bạc xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay mình sẽ đi bắt ốc lan trong cái ao của mình nè các bạn. Sau lưng mình nè. Lúc trước gia đình mình có thả xuống dưới này một mớ ốc lan và hồi sáng mình đi thấy cũng được vài con, và bây giờ mình đi tìm vòng vòng trong cái ao này coi thử được bao nhiêu con nha các bạn. Và bây giờ mình đi tìm bắt ốc lan các bạn ơi. Ở đây ốc đinh quá trời luôn nè các bạn. Ồ, ở đây nè, đây được một con nè các bạn. Vòng vòng ở đây thì ốc đinh rất nhiều nha các bạn. Ồ, đây con nè, xình không à các bạn ơi, xình không à. Bỏ vô bột nè, mấy con này là ốc đinh này nha các bạn. Đây, ốc đinh nó nhỏ hơn con ốc lan nha. Đây là nó nhỏ hơn rất nhiều nha. Ốc đinh là loài giống như là loài phá hoại mùa màng vậy các bạn. Nè, ốc đinh nó nhỏ nè, trời vậy nè, một trời một vật luôn nha các bạn. Đó. Ê, bắt lộn rồi. Giờ tìm tiếp các bạn ơi. Ồ, ở đây một con nữa nè. Các bạn thấy rõ không? Đây. Đây nè. Mình vừa bắt lên cái nó thụt lút vô trong luôn nè các bạn. Giờ đi tìm tiếp. Ốc đinh. Quá trời ốc đinh luôn. Lúc trước cái ao này nè, gia đình mình nuôi tôm công nghiệp nha các bạn. Và gia đình mình nuôi hoài không còn nuôi nữa các bạn ơi. Bơm nước vô như thế này nè, thả cua, thả tôm, đồ thả lan đó các bạn. Chứ không còn nuôi công nghiệp như mỗi lần nữa. Giờ mình có đang có nữa nè. Đây nè các bạn. Ốc này là nó bò mày ở trên khô luôn, khô gan luôn. Giờ đi tiếp các bạn ơi, được ba con rồi. Đi tiếp. Đây đây một con. Thì các bạn thấy cái miệng đó không? Ờ, cái miệng đó, nó đang thả ra bỏ bò đi đó các bạn. Ồ, giờ mình chồm ra bắt nha, đây hơi dính sình đó. Đây, chồm ra bắt nè các bạn. Ồ, con bự bự không à? Không có con nhỏ. Ồ, ở đây con nè. Ồ, con này bị chết rồi. Con này bị chết rồi các bạn ơi. Giờ đi tìm tiếp các bạn ơi. Ồ, ở trước mặt mình được hai con nè các bạn. Đây, đó, nó vừa gặp mình là nó phụp xuống các bạn ơi. Đây con nè, và đây con nè. Wow. Lụm thôi. Lụm, bắt ốc lan này dễ lắm các bạn ơi. Lúc trước mình đi ra ngoài rừng mình bắt ốc lan về ăn đó các bạn. Rồi có một mớ con nhỏ mình thảy xuống vuông này lại nè. Xuống ao này lại. Và bây giờ nó lớn rồi. Giờ mình ra mình kiếm bắt. Ở đây được con nè. Đây được con nè các bạn. Wow. Bắt bỏ vô bọc thôi. Bọc của mình nè các bạn. Đó, bây giờ tìm tiếp nha. Trời luôn nè. Ồ, ở đây con kìa. Nó vừa hiếp miệng vô luôn á. Một con nữa. Là hai con. Đi tiếp, tìm tiếp. Nè các bạn thấy không, miệng lú ra đó. Bật luôn. Bự bự không à, thấy con nhỏ nha các bạn. Thấy nó gì
mày vô bóng tiếp. Ấy trơn dễ ngã lắm các bạn ơi. Mình đi ra ngoài gần mình bắt á, cạnh hay nước lớn rồi ốc len nó bò lên cây các bạn, là mình dễ bắt lắm. Không nguy hiểm quá. Ê yeah. Đây nè, ăn con sát mấy nước luôn, đã quá. Ốc đinh thì bao la, mà ốc lan thì chẳng có bao nhiêu. Đây một con nữa nè. Đây con này nó bò xuống nước rồi các bạn. Nó khát nước, nó bò xuống nước, nó uống là gì ạ? Nè, cho mày uống miếng nước nè, uống đi. Uống đi. Người ta bắt lấy rồi đi. Giờ đi tìm tiếp nữa các bạn ơi. Có một con đây nữa nè. Con này nó bò rồi nè. Chắc nó bò lên trên đây, nó bị lật ngang xuống dưới này nè các bạn. Nó bò lên đây nè. Chắc nó nói gì nè, nó bò sao cái nó lật xuống gì nè. Wow, bự bự không à. Con này mấy con này á hả? Mấy con này là ốc ốc làng con á. Ốc làng con. Cười không các bạn. Ốc làng con. Các bạn ơi, đây thấy được con rồi. Vô đây con tìm tiếp. Cái đầu nó lú ra đó. Đó các bạn thấy không? Để thôi mình bắt các bạn ơi, bắt nó lên liền thì nè, thấy nó hiếp vô rồi, nó hiếp vô luôn rồi. Đây quá trời nhiều rồi, bắt lại nha. Mẹ mình thấy mình đi bắt, thấy mình ở đây mẹ mình không biết làm gì, đi ra coi nè. Đi ra coi về đây nè, đây là nhóc hết trơn các bạn ơi. Đi sẵn thì bắt đi theo con trai. Con trước mặt kìa. Con trước mặt kìa. Ồ, đó hai con luôn kìa, hai con luôn kìa. Hai con luôn, con này nó bò nữa nè các bạn. Hết vô hả? Chuyện động quá, nó hiếp vô rồi các bạn ơi. Bắt rồi mẹ. Bắt quá. Lúc trước thả quá trời luôn, giờ nó xịu. Hãy
trời, con ốc lan chơi chơi đó rồi không thấy gì. Bò vô hang chốt. Các bạn ơi, mẹ mình đi tìm bắt ốc lan mà ốc lan nó nằm ở đây, mẹ mình không thấy nè các bạn. Ốc nó nằm chơi chơi đây nè. Trời ơi. Thông cảm chưa đi, bà già năm mấy tuổi. Đi phải cẩn thận các bạn, cẩn thận là dễ bị té, trượt ra ngang không bị té. Kìa, trước kìa. Trước mặt có rồi. Trước mặt đây nè. Con này không có bò. Không bò, con không bò. Con nó đi ngủ đông. Người ta ngủ đông, con này nó đi ngủ hè. Con này bò nè. Đây con nữa. Kìa, hai con liền luôn kìa. Bắt con trước đi, con trước á. Con này bự nè. Bự quá, nó mập bự. Đâu đi xích tới trước nữa có không? Hoàn thẳng hai hôm nay. Đi đó con kìa. Con này nhỏ nè. Cũng được 200 gram mà con uống mà. Được 200 gram. Con bành bành không à? Ừ. Bành bành không à? Dạ, các bạn con bự bự mà phù lụ. Thôi đi vô mẹ. Vô. Rồi đi vô xào mỡ tỏi các bạn ơi. Đừng có ít quá. Có sình thì chắc hơn, nhưng rửa rồi chắc còn 300 gram. Quá trời luôn nè. Con bự bự không à? Không có con nhỏ, cũng có một hai con nhỏ nè các bạn. Bây giờ lại rửa nè. Nè, không được nhiều, nhưng mà con nào con nấy là xứng đáng luôn á. Mạnh mạnh không? Ta vô quậy nè. Quay đều, quay đều, quay đều. Sao
sình quá trời sình luôn á. Ê gớm. Nhà ít người mà ăn nhiêu đây cũng được rồi ha. Không có nhiều cũng không có để ăn nha. Nhiêu đây con cốc rượu á. Chục con, chục cốc rồi đó. Nhiêu đây đủ nhậu rồi. Nhiêu đây là dư sức nhậu rồi. Thế gì mà chỉ xình dữ à. Rồi thôi máy ngâm đi mẹ. Ngâm đi. Chiều chiều ha.